Ecomart xin chào anh chị. Ecomart xin giới thiệu anh chị dòng sản phẩm bếp nướng điện với đến từ thương hiệu Buvena với model BVN4025. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên như anh chị có thể nhìn thấy đây, sản phẩm sẽ được bọc bởi một lớp xốp chống xước như là để chống xước ạ, lớp ni lông. Tiếp đến thì sẽ có sách hướng dẫn và phiếu bảo hành của sản phẩm ạ. Và đây là dây nguồn. Và sẽ là thiết kế dây rời có nút chiết áp để điều chỉnh công suất tăng to nhỏ ạ. Cảm quan ngoài thì anh chị có thể nhìn thấy đây, sản phẩm sẽ được thiết kế bằng hợp kim nhôm phủ lớp chống dính cao cấp, cũng như là có những tay cầm bằng inox để chúng ta di chuyển sẽ là dễ dàng. Chân thì sẽ là tầm 4 đế. Đây ạ, 4 chân bằng nhựa. Và đây là lỗ thoát rãnh để chúng ta thoát mỡ. Để đặt mua sản phẩm, anh chị ấn vào nút mua trên web ecomart.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua nhân viên bán hàng từ số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0974 17 8586. Trân trọng cảm ơn.